Xin chào, hôm nay Vinh sẽ đem đến cho các bạn về một câu chuyện về những cái dòng xe minibike. Tại sao đến ngày hôm nay nó đã không còn là một trào lưu nữa? Có thể nói là ngày xưa khi mà cái dòng xe MSX này được ra mắt á, thì rất là nhiều người đã lựa chọn nó để độ nè, với nhiều cái phong cách khác nhau, từ hạ lùng nè, kéo gấp dài nè, đi phục hơi cho đến những cái món đồ chơi kiểm như là chiếc xe ở đây. Nhưng mà về cái sau này á, thì thị trường của chúng ta sẽ có nhiều cái dòng xe hơn. Ví dụ như là có thêm Dodge nè, có thêm Mankey nè, những cái dòng xe nhỏ khác cũng lần lượt xuất hiện. Đâm ra thì hiện nay MSX cũng không còn được ưu ái như ngày trước nữa. Thêm một cái vấn đề nữa là từ phía Honda, đó chính là cái dòng xe MSX này chỉ được xuất hiện ở Việt Nam của chúng ta tổng cộng là hai phiên bản thôi. Một cái đời là bô dắt nằm ở trên đây, và cái đời này là cái đời thứ hai, là cái bô sẽ nằm ở bên dưới, dàn áo nó sẽ khác hơn một tí xíu. Đối với lại thị trường Thái Lan và Mỹ thì nó đã qua tới một cái thế hệ nữa rồi. Đó là nó là sẽ là một chiếc rúp. Đó thì Vinh sẽ để cái hình ở đây để cho các bạn coi. Nó đã có thêm ABS đồ này kia nữa, nhưng mà thị trường Việt Nam của chúng ta thì chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đó thì hiện nay để tìm kiếm được một chiếc MSX mà độ đẹp và nhiều đồ chơi thế này thật sự nó rất là khó luôn. Và ngày hôm nay Vinh cũng may mắn là tìm được một chiếc để gửi đến cho anh em. Ở cái góc nhìn này á, nhìn xuống thì các bạn thấy không? Một cái chiếc MSX nhìn nó giống như là một chiếc xe phân khối lớn mà nó bị thu nhỏ lại vậy đó các bạn. Một cái ghi đông trần nè. Ở đây được làm một cái nắp chụp đồ chơi nè, để bắt trên đây một cái coso báo von. Nhìn nó vô cùng đẹp luôn nha. Nó lại giúp cho xe có thêm một cái hiệu năng nữa để đo đạt cái thông số, mà nó lại nằm ở một cái vị trí vô cùng gọn luôn. Đó, xuống tới cái vị trí này là chúng ta sẽ có một cái miếng ốp carbon nằm ở đây. Nắp bình xăng là nắp của Tiga, và cái giá của nó là phải gần 2 triệu một cái miếng nắp bình xăng này nha anh em. Đối với lại cái miếng nắp bình xăng này á, thì chúng ta có thể mở được bằng tay mà không cần phải mở bằng chìa khóa. Đó là chúng ta đã có thể đổ xăng nè, sau đó là chúng ta đậy lại thôi. Thì Vinh khuyên các bạn luôn, đối với lại những cái nắp đồ chơi này á, nó quá dễ mở đi, cho nên là chỉ nên gắn đối với lại những cái dòng xe kiển nè, ít khi sử dụng thôi. Còn đối với lại các bạn mà nếu mà sử dụng thường xuyên hàng ngày mà xài mấy cái nắp này thì coi chừng bị mấy anh tháo mất đó nha. Còn ở góc bên này chúng ta sẽ có tổng cộng cũng là 3 món đồ chơi. Đầu tiên mình phải nói tới đó chính là cầm thắng Rambo RCS Costa Costa. Đối với lại phiên bản này sẽ được chủ xe lựa chọn là bản có bích tông là 17 nè. Ở đây là sẽ có sử dụng một cái bình dầu rời đến từ cái thương hiệu là Gelesbit. Đối với lại cái bình dầu này sẽ mắc hơn bình dầu của Rambo khoảng chừng 100 cho tới 150 ngàn thôi. Nhưng mà nó được một cái là cái thế cái bình dầu á, cái bát bình dầu có thể di chuyển tới lui được, cho nên anh em có thể canh chỉnh cái bình dầu nó rất chi là hợp lý. Một tín đồ sử dụng xe Honda nhưng lại đam mê cùm đề máy của Yamaha. Đây là cùm được tích hợp ở trên MT-15 nè và một số dòng xe khác của Yamaha. Thì đối với lại cái cùm này, cái đặc trưng và cái hay của nó đầu tiên phải nói đến, nó chính là nhỏ gọn nè. Thứ hai nữa là cái phương thức đề của nó không phải là nhấn vô như cái dòng xe khác mà nó là gạt xuống. Đó, có thể tích hợp thêm tắt máy nhanh nè, gạt lên là tắt máy nhanh nè. Đây, gạt xuống là đề. Ó, nhìn nó lạ lạ vậy đó các bạn. Bên đây là sẽ có một cái cùm tăng CNC đồ chơi. Trên đây có một cái nắp trong suốt nè. Khi mà các bạn lên ga có thể thấy được cái dây ga bên trong nó vận hành luôn nha. Để mình cho các bạn xem nè. Đó, thấy được cái dây ga nó vận hành luôn. Rất là đẹp. Còn góc bên này chúng ta sẽ có gì? Một chiếc kính mini nho nhỏ đến từ nhà Kitaco. Đây là một cái mẫu kính mà thế hệ thứ hai sau cái mẫu kính mà vô cùng thành công là cái kính mà kéo búa bao á. Thì Vinh cũng đang sử dụng cái kính đó. Vinh là fan cứng cái dòng kính đó luôn á. Đó thì ở đây chủ xe một cái sử dụng một cái dạng kính nó nhỏ gọn và kiểu nó nghiêm túc hơn cái mẫu kính mà Vinh kéo búa bao mà Vinh thích. Đây, ở đây là có cùm công tắc của Domino luôn. Cùm này thì sẽ tích hợp nhiều nút hơn nè.
cho các bạn có thể tha hồ mà câu chế các chức năng là tắt mở đèn, pha code kèn và phát sim. Bên đây có thêm một cái cụm nhỏ của Daytona nữa mà Vinh nghĩ rằng sẽ dùng để là tắt mở cái đèn bi cầu nằm ở bên dưới. Tay côn thì lựa chọn cái phiên bản là TWM. Đối với cái mẫu tay này Vinh cũng đang sử dụng nhưng mà là trên chiếc tay ga của mình. Đây, còn đây là phiên bản khi mà nằm trên một chiếc xe côn, nó sẽ có đầy đủ những cái chức năng như là top nè. Đó, một cái núm dùng để tăng chỉnh cái biên độ của cái tay côn nè. Đó, và có khả năng chống gãy nữa. Đó, một cái tay vô cùng tiện lợi mà nhỏ gọn như thế này, hàng gì mà rất là nhiều anh em chúng ta lựa chọn cái mẫu tay này cho xe. Ở đây có một cái vị trí mà một cái món đồ mà chủ xe chia sẻ Vinh nó rất là rẻ tiền luôn và mua ở trên Shopee luôn, chỉ có 50.000 thôi nhưng mà nó thần kỳ, nó đã lắm anh em. Đó, dễ bị dính lắm nha. Quay nè. Hù. Đó, kiểu như là nó sẽ che lại cái vị trí mà cái chìa khóa khi mà chúng ta không sử dụng vậy đó. Còn khi mà muốn sử dụng thì chúng ta chỉ cần gạt lên vậy nè. Đó. Hay chứ bộ. Đối với lại gù bông của xe này thì có mức giá là 180k đang có bán tại shop Hai Bánh. Và hiện nay rất là nhiều anh em sử dụng cái loại gù inox này bởi vì kiểu dáng của nó vô cùng sáng bóng nè, đẹp và không bị bay màu theo thời gian. Ngoài mẫu gù này ra, bên shop Hai Bánh của mình còn có nhiều cái mẫu gù khác, anh em có thể lên tham khảo và lựa chọn một mẫu gù ưng ý dành cho xe của mình. Ở phía trước này thì sẽ có cái phần mão trên nè, và cái viền của vị trí chó đèn là được ốp carbon. Đó, thì như Vinh đã chia sẻ cho các bạn thì cái cùm Daytona ở trên cái ghi đông bên trái á, để bắt thêm đúng là dùng để tắt mở hai cái đèn bi cầu được đặt thêm ở dưới này. Đó, các bạn xem cái vị trí đèn này cũng được đặt rất là gọn gàng nha. Và đối với lại chủ xe chia sẻ Vinh là anh thường hay đi đêm, cho nên là bắt thêm những cái đèn này nó sẽ hỗ trợ ánh sáng thêm tốt hơn cho anh. Đó, hai bên là sử dụng cái mẫu xi nhan đồ chơi như thế này nè. Nó khi mà bật lên nó sẽ có một cái lớp đèn đề mi màu đỏ, nhìn vô cái đầu xe nó ngầu ngầu ha anh em. Và để phù hợp đối với lại tổng thể cái bản độ này á, thì cái phần vỏ phuộc trước này á, là chủ xe đã nhuộm lại cái màu đen. Các bạn có thấy là vô cái vỏ phuộc trước màu đen như thế này á, cảm giác cái xe nó sẽ cứng cáp hơn đúng không? Đó, phần dè trước này nè, theo Vinh nhìn thấy á, là cái kiểu dáng của nó giống như dè của chiếc Ducati Monster vậy đó, nhưng mà được làm lại nhỏ gọn hơn. Và đây là một cái dè carbon nguyên khối được chủ xe đặt về gắn vô là liền lạc. Đối với lại phần phuộc trước nè, cực kỳ đẹp luôn. Dưới này chúng ta sẽ có một cái sợi dây dầu nè cố định lên cái phần tay thắng. Và như lúc nãy Vinh nói á, là tay thắng sử dụng piston là 17 là để kiểm soát con heo dầu 81 Racing này. Đối với lại mẫu heo này, anh em thấy đó, nó vô cùng nhỏ gọn nhưng mà cái cấu hình của nó sẽ là 4 bít đối xứng. Thì như chủ xe có chia sẻ thẳng với Vinh luôn là cái động cơ con này là nó không còn zin nữa. Ở trên đây thì sẽ có thêm những con ốc nè, inox đồ chơi để tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái phần động cơ ngay khí này, bởi vì nó nằm lộ hết ra bên ngoài nè, nếu không đi đồ chơi thì phí lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái màu hồng hồng này. Đó, đây chính là dây tăng áp của NGK gắn vô một cái đầu trong suốt nè, gắn vào cái phần buji. Ở đây sẽ có thêm một cái bát nè, cố định nó lại, nhìn nó gọn gàng ha. Ở ngay đây thì lại có thêm một cái bát màu đỏ nữa dùng để cố định cái dây côn nè. Và một cái nắp Kitaco ở đây là dùng để che bên ngoài cái phần củ đề cho nó đẹp hơn. Anh em thấy ở đây không? Sẽ có một cái nắp lốc nó khác hoàn toàn đối với lại xe zin. Thì đây là nắp lốc đến từ cái thương hiệu là Kitaco. Theo như chủ xe chia sẻ với Vinh đó, là đối với lại cái nắp này là tháp vô là ráp như zin nè. Nó sẽ có thêm một cái vị trí ở đây để chúng ta có thể thâm nhớt đó. Và đối với lại cái nắp lốc này á, thì các bạn còn có thể đi thêm một cái đường gọi là thông hơi cho cái phần nhớt nữa. Nhưng mà vì cái xe này là đi zin và chủ xe muốn mọi thứ nó phải gọn gàng nhất có thể, cho nên là không có sử dụng cái bộ thông hơi nhớt. Và đối với chủ xe chia sẻ riêng về cái cảm giác chạy khi mà sử dụng nguyên cái bộ nồi của cái thằng Kitaco này á, là cái phần đề của nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà cái hậu của nó thì cảm giác nó hơi bị khó chịu, nó không có mượt mà được như cái nồi zin. Rồi, còn ngay vị trí này chúng ta sẽ thấy thêm là rất là nhiều những cái con ốc Salaya nha, những cái dàn ốc inox được thay vào để tăng cái sự nổi bật cho cái phần nhìn chân của xe. Một cái Oppo là đến từ cái thương hiệu Vinh nghĩ là H2C, vì ở đây có một cái logo được đánh nổi lên của thương hiệu H2C nè. Ben đạp nè, đối với lại cái ben đạp này á, nếu mà zin thì nó sẽ nằm hơi bị ẩn phía sau cái phần gác chân này. Nhưng mà ở đây là sử dụng ben đạp của Rambo, chủ xe cũng có ý định là muốn khoe nó ra một tí xíu. Vì vậy đã
là một cái badge dời nó nằm xích lên cao hơn một xíu nè, đi một cái đầu dây dầu nhiều màu ở đây và một cái bình dầu Rambo được đặt ở phía đằng sau này. Ở đằng sau là nguyên một cái bộ dè nè, carbon luôn nha các bạn. Nó liền lạc cùng với lại cái phần dè trước nè, tạo nên một cái điểm tổng thể nó rất là đẹp. Con heo dầu sau cũng là heo dầu 81 racing luôn, tương tự như là cái heo trước. Và các bạn có thấy không, đối với lại một cái dáng xe nhỏ như thế này, sử dụng những cái mẫu heo dầu nó cũng mini theo cái xe á, thì nhìn nó vô cùng cân đối luôn nha. Trên cái xe này cũng còn nhiều cái vị trí nhỏ khác được ốp carbon, ví dụ như là cái vị trí viền ở đây, viền ngay chỗ cái ốp ổ khóa này đây. Và ở đây Vinh thấy thêm có một cái nắp trong suốt nè, và cái nắp này nhìn vào chúng ta có thể thấy được cái bộ phận sơn cam của xe nó đang vận hành. Để Vinh bật chìa khóa nổ máy thử cho anh em coi. Đó, thì khi anh em nổ máy lên á, nhìn vào bên trong như thế này nè, thì thấy cái bộ sơn cam nó quay. Ở đây thì anh em thấy cũng là một cái nắp lốc nè, và một cái mang cá khác. Thì chủ xe có chia sẻ thì đây là những cái trang bị của trên xe Moncay, chủ xe đã order riêng về để ráp vô cho cái xe của mình. Nhìn nó sẽ lạ hơn và được sơn lại cái màu tương đồng với lại cái lốc Kitaco ở nằm ở bên kia. Chân chống sẽ là chân chống inox nha. Và đối với lại MSX, chân riêng của cái xe này là nó sẽ không có cái chân chống đứng. Rồi, bây giờ Vinh sẽ chia sẻ về cái phần mâm độ này của chủ xe. Đây không phải gọi là mâm độ anh em, mà là lấy mâm zin đem đi độ. Đó, là ảnh sẽ chạy lại cái phần mặt bên ngoài nè, nhìn nó sẽ bóng hơn và nhìn giống như là mâm CNC vậy đó. Đối với, theo như ảnh chia sẻ lại với Vinh á, thì cái tiền công để làm cái mặt ngoài nó như cái mâm CNC như thế này á, là dao động tầm khoảng là 3 triệu. Và cái vị trí ở bên trong này á, cái vị trí phần những cánh mâm ở bên trong này là không thể chạy CNC được. Vì vậy mà ảnh đã chọn phương án là sẽ sơn đen ở bên trong đó, và phần cái viền bên ngoài nó tạo thành một cái mâm nhìn nó highlight, nó cũng đẹp lắm đúng không anh em. Riêng đối với lại MSX á, thì sẽ có thêm một cái dè nằm dài ra phía này. Nhưng mà anh em 100% luôn, ai mà dọn MSX thì sẽ đi cái phong cách là ốp biển số gầm như thế này. Nhìn nó sẽ giống mô tô nè, nó gọn gàng ngay cái vị trí này. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là chủ xe sử dụng nguyên một cái ốp bên trong này, nó khác zin luôn. Kể cả đèn hậu nó cũng là khác zin luôn. Và ở đây có một cái miếng ốp đồ chơi nè. Và khi dọn như thế này rồi thì đòi hỏi của chúng ta sẽ có một cái vấn đề chúng ta phải thực hiện. Đó chính là cái việc là phải chế cho bằng được có xi nhan sao, để khi mà chúng ta cần quẹo hay là cái gì đó chúng ta ra hiệu thì xe sao có thể biết được. Và xe này cũng đã làm cái vị trí đó rồi. Khi mà cái đèn hậu này á, chúng ta bật xi nhan lên thì nó sẽ có khoảng 3 bóng, nó sẽ tách biệt ra, nó tạo thành cái xi nhan. Mình thử cho các bạn coi luôn. Đó, các bạn thấy đó, nó sẽ có khoảng 3 bóng được tách ra để làm thành cái xi nhan. Còn khi mà chúng ta tắt rồi á, thì nó sẽ chuyển thành cái đèn đỏ, thành nguyên một cái đèn hậu luôn nha các bạn. Và xe này đang sử dụng một cái gấp nhôm nằm ở phía sau. Và điểm nhấn cho cái vị trí này đó chính là một cái cây phuộc Olin. Đối với lại cái thương hiệu MSX này thì nó có tới tận hai cái dòng phuộc Olin khác nhau rồi các bạn. Nó sẽ có một cái phiên bản là sử dụng bình dầu rời có dây dầu, như là những cái dòng xe Exeter nè, hay là Raider. Còn đối với và một cái dòng đời nữa là bình dầu nó dính liền như thế này. Cuối cùng là về phần dàn áo, thì thời gian đầu á, là chủ xe cũng muốn đi một cái bộ tem riêng cho nó. Nhưng mà sau khi nghĩ tới nghĩ lui không biết đi tem gì đẹp, thì ảnh đã dán thử những cái con tem nhỏ như thế này lên thôi. Nhưng mà sau khi dán xong thì wow, ảnh lại hợp với phong cách của ảnh, cho nên là ảnh để zin những cái con tem như thế này và quyết định là không đi tem luôn. Thì theo như ảnh chia sẻ với Vinh á, thì bản độ này ảnh chỉ mới hoàn thành tầm khoảng 85-90% thôi. Và thời gian sắp tới á, là chủ xe còn muốn là làm lại cái chản ba trên dưới bằng cái chất liệu CNC nè. Chân phục cũng bằng CNC luôn, thì nhìn cái chiếc xe nó sẽ hoàn thiện và nó cứng cáp hơn. Đó là theo cái mục đích riêng của chủ xe. Đó, thì anh em nào mà cảm thấy cái bản độ này nó đẹp hay là có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới, Vinh sẽ comment lại để chúng ta cùng nhau tương tác. Và các bạn đừng quên like và subscribe cho Hai Bánh. Vinh sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn những cái bản độ về nhiều cái dòng xe khác nhau, ví dụ như chiếc MSX này.